Rồi thì bữa nay quay lại cho bà con xem lúa của em 18 thì bữa nay thất sang thu hoạch luôn bà con ơi. Thì bữa nay 100 ngày rồi, của người ta cắt hết rồi còn thất sang bữa nay mới cắt nè. Đó, bữa nay là cắt hết rồi. Thì bữa nay đúng 100 ngày thì bà con thấy không, nó đã cháy hết rồi. Nó ô em nó cháy. Nhưng mà đối với ngô em 18 bà con để bà con thấy cái lá nó cháy đúng không? Nhưng mà bà con dòm kỹ ở trong nè. Nó còn ví dụ nó còn xanh dưới đây là nó còn vô hạt nè. Nó thường thường là nó cháy nửa lá. Nửa lá hoặc là 1/3, 2/3 lá. Này. Bà con thấy mấy cái lá này nó cháy nè đúng không? Đó. Nhưng mà dưới đây nó còn xanh thì cái dòng cổ nó còn vô gạo là gai đó bà con để ý đi. Đó. Tuy nó cháy thôi nhưng mà nó cháy 1/3 hoặc là 2/3 lá. Nhưng mà ở dưới nó còn xanh thì còn vô gạo thì ở đây coi 100 ngày thế. Ở đây nó chưa có vô cổ nữa bà con, nó cũng lép cổ lại gai. Đó. Lép cũng 10% đó, cũng tùy. Tại không có xịt thuốc thúc nữa, phải xịt thuốc vô nữa hoặc có bón phân bón hạt thì nó vô rất là êm luôn. Bón phân nước hạt đó là nó vô rất là êm luôn. Đó. Thì tại lúa vụ này thắt 2 tuần nhiều quá nên không ấy. Đó, bữa nay 100 ngày thì bữa trước có quay cho bà con xem là nó giá là 61 nhưng mà ý 6.000 nhưng mà sau là 2-3 ngày sau nó vô bỏ cọc là 61-50 bà con. Nó thì nghe nói bữa nay cắt căng luôn thì bớt 50 còn 61. Đó. Thì trước máy thu hoạch thì quay cho bà con mình xem coi được nhiêu bao, năng suất được nhiêu bao. Thì vòng vòng đây bà con đã cắt được 10 bao đó, 1.3 m², 10 bao. Không biết có hắc sơn sao thế cũng 10 bao cũng vậy à. 550-600 kg. Thì đáng hồi cắt cây năng suất không nhiều. Rồi cắt miếng dưới rồi bà con ơi. Bây giờ tới miếng kinh thì miếng dưới thì công cắt được 11 bao, 1.3 m² được 11 bao thì trung bình bao 55, chục bao 550, 600 kg bà con ơi, 600 mấy chục ký à, trung bình 55 thì cũng như là bao 56, 57 cũng như 600, bao 55 chục bao 550 thì 600 kg. Rồi tính chẳng là công cắt là 600 kg nha bà con. Thì đây tôi thắt đều vậy đó, 600 kg không à, thắt nguyên cánh đồng luôn. Thì đó là miếng dưới, còn để miếng này cũng 2 công cắt để coi như bao. Đó. Thì ở đây xài bao nhỏ mà con ơi, 55 đến 57 kg à, 55, 56, 57, 58, 59 là nó cái nào vô nặng lắm, 59 kg à. Xài bao bự nó không có kéo đâu. Bao hai chỉ đỏ đó quất 69 70 kg nó kéo nặng nó không kéo đâu. Mà con là xài bao đó là mấy thằng kéo nó bỏ luôn. Không kéo. Đó, nên đây bao nhỏ mà. Này máy nó kéo luôn mà bà con ơi, chắc lên chắc không biết đường mò đâu, để chút lấy bao lại rồi mới tính ra được. Có 4 cọng lúa mà huy động tới 2 xe kéo thấy không, ghê không? Bao. Coi cái này coi như bao, 1 bao 2 bao. 11 bao đó bà con ơi. 2, 4, 6, 8. Ở đây 8 bao, với nãy lên góc này 3 bao là 11 bao. Đó, 11 bao với đầu trên đó, để hồi coi xuống coi. Để hồi dồn xuống coi khoảng như bao rồi chia ra là biết công cắt như vậy. Tại vì cái miếng này thấy cái bông nó nhặt hơn. Nó với nít lộn 2 tầng hơn, nhỏ nhỏ 2 tầng trước á là lúa mình nó nở. Còn nhỏ 2 tầng sau là lúa mình nó bị ép hết trơn. Để coi nhiêu cái. 11 bao. Rồi vậy là miếng này 24 bao, cọc cắt chạy ra được 12 bao. Chúng ở dưới thì 11 bao, lúa 2 tầng 11 bao, con này nhỏ trước thì được 12 bao, chúng hơn bao. Rồi.
một bao 550, bao 550, cái kia 100 nữa, 650, cái này cũng được 660, 670 kg. Công lên rồi.